Hai ngày nữa, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ khởi tranh. Mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu đã sớm được ban tổ chức hoàn thành. Các đội bóng khách mời cũng đã có mặt tại Việt Nam trong sự háo hức bởi phía trước là một giải đấu chất lượng cùng sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên tại Hải Dương. Sau gần 5 giờ bay từ thành phố Tokyo, đội sinh viên Nhật Bản với 20 thành viên gồm huấn luyện viên, trợ lý và các vận động viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Đến với giải đấu năm nay, các nữ cầu thủ trẻ Nhật Bản hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam những điều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tới Việt Nam, mặc dù thời tiết có vẻ hơi nóng. Tuy nhiên, toàn đội đều rất háo hức cho giải đấu lần này, bởi vì chúng tôi tới đây với quyết tâm giành chiến thắng và đoạt cúp vô địch. Tại giải đấu năm nay, đội sinh viên Nhật Bản nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Indonesia, đội tuyển trẻ Thái Lan và đội tuyển trẻ Việt Nam. Một đội bóng khác là Suwon của Hàn Quốc cũng đã có mặt tại Việt Nam vào trưa nay. Dù khá mệt mỏi, nhưng toàn đội đều cảm thấy phấn khích trong lần đầu tiên được đến Hà Nội. Tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, đại diện của Hàn Quốc mang đến khá nhiều vận động viên trẻ, nhưng đều được có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Đội Suwon sẽ có 4 ngày tập làm quen sân trước khi bước vào thi đấu trận đầu tiên gặp đội Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc vào 17:30 ngày 10 tháng 7. Để chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập trung tập luyện trong một tháng qua. Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã bắt đầu làm quen với nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Các cầu thủ tỏ ra khá hài lòng về điều kiện thi đấu của nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Chính vì thế, không khí ở buổi tập đầu tiên diễn ra khá hồi hởi và thoải mái. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ tiếp tục hoàn thiện những bài tập về tấn công và phòng ngự cho các học trò. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương trước khi bước vào tranh tài vào ngày 8 tháng 7 gặp đội Bắc Kinh, Trung Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất về giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 qua các bản tin. Bên cạnh đó là các chương trình đồng hành, trong đó có chương trình nhật ký giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 lên sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày trên kênh VTV6 từ ngày hôm nay cho tới ngày 16 tháng 7.